Một người cha ở Úc giết chết đứa con trai 11 tuổi tên tự Manbert. Một người cha ở Úc đã đâm và đánh người con trai của mình đến chết sau một buổi luyện tập cricket trong khi các phụ huynh và trẻ em khác đứng xem trong sự kinh hoàng. Ông Craig Barty đã giết chết đứa con trai Luke 11 tuổi tại sân chơi cricket ở Tyabb thuộc tiểu bang Victoria sau khi người con trai luyện tập với đội của mình vào chiều hôm qua. Hôm nay, bà Rosie Barty đã nói với các phóng viên là chồng cũ của bà đã từng có hành vi bạo lực trong quá khứ và bị bệnh tâm thần. Lúc xảy ra vụ tấn công, bà Rosie có mặt tại sân cricket sau khi con trai của bà xin có thêm thời gian với cha mình. Ông Craig Barty, 54 tuổi, đã bị cảnh sát bắn tại hiện trường và đã qua đời tại bệnh viện vào sáng hôm nay. Bà Rosie nói ông ta bị bệnh tâm thần không chẩn đoán được trong 2 thập niên. Bà nói thêm, không ai thương Luke hơn ông Craig và bà. Một số nhân chứng cho biết, người cha đã dùng gậy cricket để đánh người con. Cảnh sát Douglas Fryer nói, đó là một cảnh tượng khủng khiếp. Một cậu bé bị đâm và bị đánh đến chết, người mẹ thì bị quẫn trí. Cảnh sát cho biết, họ đã bắn người đàn ông sau khi họ bị đe dọa bằng dao và những cố gắng để kiềm chế ông ta bị thất bại.